Minasan konnichiwa, Cosmos no Dung desu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Dung Cosmos. Rất vui được gặp lại các bạn trong video clip lần này. Video hướng dẫn học ngữ pháp mẫu số 3, trong đúng bài số 3 của giáo trình Shinkansen N2. Và hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu câu Shidai. Shidai này đó là chữ thứ và chữ đệ. Và mang nghĩa như thế nào, cách dùng ra sao thì chúng ta cùng nhau theo dõi các ví dụ bên dưới nhé. Đầu tiên chúng ta hãy để ý này, đó là hình ảnh của wasuremono ga mitsukaru. Mitsukatta nghĩa là hình ảnh của việc mà tìm ra cái đồ được bỏ quên hoặc đồ bỏ quên được tìm thấy, thì chúng tôi sẽ oshirase, chúng tôi sẽ thông báo. Nghĩa là khi nào, hiện tại thì chưa đúng không ạ? Nhưng mà khi nào mà tôi tìm được cái đồ bỏ quên hoặc là cái đồ bỏ quên được tìm thấy á, thì chúng tôi sẽ oshirase cho quý vị và các bạn. Kiểu giống như ở nhà ga đấy, hoặc là sân bay. Đó, thì hay có cái kêu câu như vậy. Thì lúc đấy nhá, chúng ta sẽ có dạng là otoshimono ga mitsukattara. Mitsukatara ne, sugu oshirase shimasu. Thì đấy là văn nói, nhưng mà trong văn sang trọng lịch sự, kiểu dạng như nhân viên của sân bay hay của nhà ga mà nói như vậy thì không lịch sự lắm. Cho nên người ta sẽ chuyển là otoshimono ga mitsukari shidai. Mitsukarimasu thì bỏ masu thành mitsukari cộng với shidai. Oshirase shimasu. Chúng tôi sẽ thông báo ngay sau khi mà chúng tôi tìm ra được cái đồ bỏ quên hoặc đồ bỏ quên được tìm thấy, thì chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị. Ví dụ tiếp theo, đó là dạng mà bên bán hàng, cửa hàng, thì sau khi mà hàng được nhập về thì chúng tôi sẽ chuyển hoặc ship ngay cho quý vị. Cái câu đó rất hay quen tai đúng không ạ? Nhiều khi hàng vẫn tít bên Trung Quốc nhưng vẫn nói rằng là Nyuka là nhập hàng. Nhập hàng mà hàng về cái là tôi sẽ ship ngay cho quý vị. Quý vị chờ một chút xíu thôi. Đó, thì khi đấy chúng ta hay nói là Ochumon no shina. Ochumon no shina đó là cái hàng mà quý vị đặt. Thì Ochumon no shina ga nyuka shitara sugu. Sau khi nyuka shitara thì sugu otoroke itashimasu node. Chúng tôi sẽ chuyển hàng ngay. Cho nên shibaraku omachi kudasai. Cho nên hãy chờ chúng tôi thêm một chút nhé. Nyuka shidai. Ở đây thì chúng ta có thể dạng là nyuka shitara sugu thì chuyển thành nyuka shidai. Nyuka là danh từ và có thể cộng trực tiếp với shidai. Câu ấy sẽ là Ochumon no shina ga nyuka shidai otoroke itarashimasu node shibaraku omachi kudasai. Kiểu như vậy. Hay là ví dụ tiếp theo, đó là hiện tại thì tôi đang kiểu như là tôi đang di chuyển, cho nên là khi mà tôi tô chaku, nghĩa là khi mà tôi đến nơi ấy, cập bến, thì tôi sẽ sugu rendaku, đúng không ạ? Tô chaku shitara sugu rendaku shimasu. Thì đây là văn nói. Vậy thì còn lịch sự hơn, sang trọng hơn thì chúng ta sẽ chuyển thành tô chaku shidai hoặc tô chaku shidai cũng được. Đó, verb masu, bỏ masu cộng với shidai hoặc là danh từ cộng với shidai đều được nhé. Khi ấy sẽ là genzai irochiu desu ga. Irochiu đó là iro shite iru. Bây giờ đang iro, đang di chuyển. Genchi ni tô chaku shidai rendaku o iremasu. Sau khi mà đến nơi hoặc sau khi mà đến được địa điểm đến đích thì tôi sẽ liên lạc ngay. Thì đó là ví dụ số 3. Shidai viết bởi chữ thứ và chữ đệ. Ở đằng trước là verb masu hoặc danh từ cộng với shidai, mang nghĩa là ngay sau khi cái việc về đó hoặc ngay sau khi cái hành động đó thì tôi sẽ làm việc đến ngay, hoặc chừng nào hành động về xảy ra thì tôi sẽ làm việc đó. Bây giờ thì thực ra chưa xảy ra gì cả, mà là chừng nào nó xảy ra thì mới thế. Thì bằng nghĩa với shitara sugu ni, và hay dùng trong dạng như viết báo này hoặc là dạng như thông báo đó, thì rất hay dùng. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một số ví dụ sau đây nhé. 1番 詳しい ことが分かり次第ご連絡いたします。 次第 cũng là một trong những mẫu câu dùng trong trang trọng và lịch sự, cho nên rất hay đi kèm với dạng kính ngữ hoặc khiêm nhường ngữ. Ở đây là gì ạ? 詳しい ことが分かり次第. Tôi sẽ liên lạc ngay sau khi mà biết thông tin chi tiết. 詳しい ことが分かり次第 ね. Khi mà biết thông tin chi tiết thì tôi sẽ liên lạc ngay. 2番 定員になり次第締め切らせていただきます。 定員 ở đây thì có thể hiểu rằng là nghĩa là khi mà đủ người rồi, đến đúng cái số người của chúng tôi quy định rồi, nên khi đó thì chúng tôi 締め切り, nghĩa là tôi xin ngừng, tôi xin cắt ở đây. 締め切らせていただきます。 chúng tôi xin phép được dừng ở đây, nghĩa là hạn, coi như là hạn ở đó. Thì ví dụ như là chúng tôi thông báo tuyển thành viên, và khi mà tôi có đủ số người rồi thì tôi xin thông báo là ngừng tuyển hoặc là ngừng bán hàng hay gì đó. Chúng tôi xin phép được ngừng nhận sau khi mà đủ người. 3番 会場の準備ができ次第ご案内いたします。もうしばらくお待ちください。câu này giống như mà người nhân viên hướng dẫn
hoặc là cái bạn lễ tân nói với quý vị khi mà đến tham quan hoặc là đến tham quan thì kaijo no junbi ga, kaijo đó là hội trường, no junbi ga deki shidai, nghĩa là khi mà cái việc chuẩn bị hội trường nó hoàn thành á, nó hoàn thành thì tôi xin phép sẽ giới thiệu. Cho nên là xin quý vị hãy mo shibaraku, hãy chờ thêm một chút nữa. Qua ba ví dụ vừa rồi chúng ta sẽ thấy rằng trước shidai sẽ là dạng verb masu, bỏ masu, hoặc là danh từ cộng trực tiếp với shidai. Thường danh từ ở đây là danh từ một loại danh động từ có hai chữ Hán và mang nghĩa rằng ngay sau khi về hoặc ngay sau khi làm việc đó thì hoặc chừng nào là cái việc về đó xảy ra thì tôi sẽ làm cái gì đấy ngay. Nani nani shitara sugu ni, diễn tả một cái sự việc hành động tiếp theo ngay sau khi một hành động hoặc một tình huống nào đó được thực hiện. Về trước thì là những cái sự việc xảy ra theo một cái quá trình rất là tự nhiên, ví dụ như là kaijo no junbi nó hoàn thành, hay là khi mà đủ số người, hay là khi mà tôi hiểu hoặc tôi biết được cái thông tin cụ thể. Thế còn về sau thì lại là những hành động mang tính ý chí, nguyện vọng, sai khiến, có chủ ý của người nói. Ví dụ sono niusu ga tsutawari shidai bodo ga okoru daro. Ví dụ bodo ga okoru daro là cái việc mà suy đoán có thể là cái bạo động nó sẽ xảy ra khi mà cái tin tức này được lan truyền, thì câu này không dùng đúng nhá. Không dùng, bởi vì đằng sau động từ nó phải là có thể chủ ý, hành động có chủ ý hay sai khiến hay nguyện vọng, ý chí của người nói thì được. Và không dùng chỉ những cái sự việc trong quá khứ, bởi vì là nó tùy thuộc vào trong tương lai, bây giờ nó chưa xảy ra và nếu nó xảy ra thì sao đó, cho nên không dùng với những sự việc trong quá khứ. Ví dụ yasumi ni shidai ryoko ni itta, thì lúc đấy chỉ là yasunda toki ne ryoko ni itta. Và chúng mình cùng nhau luyện tập với mẫu cấu trúc này nhé. 1番 zennin shidai shupatsu shimasu, chúng tôi sẽ xuất phát ngay sau khi mà tất cả mọi người được tập hợp. Atsumaru, atsumari, atsumatte, và đương nhiên là đáp án B, bởi vì verb masu cộng với shidai. 2番 shidai sugu oshirase kurasai, khi có gì đó thì hãy thông báo cho tôi ngay. Jiko ga okori, taicho ga waruku nari, genchi kara meru ga todoki. Jiko ga okori thì nó không phải là cái sự việc mong muốn như vậy, nghĩa là mushi ne jiko ga attara thì được đấy. Còn taicho ga waruku nari nghĩa là taicho cơ thể của tôi khó khăn, nghĩa là tôi mệt mỏi ạ, thì hãy sugu oshirase kurasai, thì ý nghĩa thì được. Thế nhưng mà câu đấy thì nó sẽ mang tính thân thiện hơn, thì chỉ cần là taicho ga waruku natara ne, đúng không ạ, waruku natara là được. Genchi kara meru ga todoki thì nó mang tính là rất là chính trị hoặc rất là công việc rồi, nghĩa là khi mà có mail từ địa phương gửi lên á thì hãy thông báo cho tôi. Do đó đáp án ở đây sẽ là C. 3番 nani nani shidai kikoku shite shushoku suru tsumori, tôi sẽ dự định là về nước và xin việc ngay sau khi gì đó. Daigaku shiken ni shippai shi, nghĩa là nếu mà trượt kỳ thi đại học. Chỗ này là shitara nhé, đúng không ạ. Ryugaku shi đó là nếu mà tôi đi du học, thì moshi ryugaku suru bai chẳng hạn thì hợp lý. Ryugaku kikan ga owari, nghĩa là tùy cái ryugaku kikan nó kết thúc lúc nào thì tôi sẽ về nước và xin việc lúc đó. Bởi vì có thể là tôi học lên 2 năm trung cấp hay 3 năm cao đẳng, 4 năm đại học, nó khác nhau, cho nên tôi dùng với shidai, tùy thuộc vào điều đó. 4番 shiryou wa yomi owari shidai uketsuke ni, cái gì đó. Với cái tài liệu thì sau khi mà cậu đọc xong thì cậu hãy cái gì đó ở uketsuke okaeshi kurasai, trả lại. Kaeshimashita, quá khứ không dùng. Kaeshite imasen, trạng thái cũng không dùng, mà dạng chủ ý, đúng không ạ? Do đó là đáp án A. Shiryou wa yomi owari shidai uketsuke ni okaeshi kurasai. 5番 kaigi ga owari shidai kaigi setsu no souji o, khi mà cuộc họp kết thúc thì hãy souji, hãy dọn dẹp cái căn phòng họp. Shinakute mo ii desu, không cần dọn cũng được, không nói. Hajimemasu, bắt đầu dọn dẹp. Shimashita, shimashita là quá khứ nên không dùng. Ở đây chỉ có thể là hajimemasu, nghĩa là khi mà cuộc họp kết thúc, ngay sau khi cuộc họp kết thúc thì chúng tôi sẽ bắt đầu cái việc mà dọn dẹp vệ sinh phòng họp. Và như vậy chúng mình vừa cùng nhau tìm hiểu xong mẫu câu shidai. Đằng trước shidai sẽ là động từ về masu hoặc là danh từ, mang nghĩa ngay sau khi thì, chừng nào thì tôi sẽ làm đó ngay. Và hy vọng rằng với phần chia sẻ vừa rồi đã giúp các bạn có thể hiểu rõ hơn mẫu cấu trúc này bằng với shitara sugu ni, nhưng dùng trong văn sang trọng lịch sự. Và hãy chú ý rằng động từ ở đằng trước thì mang tính tự nhiên, nhưng động từ ở phía sau phải là chú ý, có chú ý của người nói. Và đó, những điểm chú ý đấy sẽ là những cái căn cứ để chúng ta khi mà chọn đáp án, khi làm bài thi. Và các bạn hãy memo lại nhé.
忘れないうちにちゃんとメモしておいてください。じゃあまた次のビデオで。Xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. ご清聴どうもありがとうございます。